Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Xuân Hữu, 24 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Theo điều tra, Đinh Xuân Hữu có cho Nguyễn Văn Thi, 27 tuổi, vay tiền nhưng Thi không trả nợ và có ý định muốn quỵt nợ số tiền trên. Hữu hẹn Thi ra một vườn cao su thuộc xã Tân Tiến để nói chuyện. Khi đến điểm hẹn, Thi có rủ thêm một số người bạn đi cùng. Tại đây, trong quá trình giằng co, cãi vã, Hữu đã nổ 2 phát súng nhưng không trúng ai. Sau đó, nhóm bạn của Thi đã tước súng và dẫn giải Hữu đến cơ quan công an. Sáng 17 tháng 10, 20 thanh niên nam nữ đã bị công an Lào Cai phát hiện đang sử dụng ma túy trong bữa tiệc sinh nhật ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Qua test nhanh, 20 người phản ứng dương tính với ma túy, trong số này có 3 cô gái. Công an thành phố Lào Cai cho biết tại hiện trường thu 3 viên ma túy dạng kẹo, một túi ma túy đá và một túi cần sa khô cùng nhiều dụng cụ sử dụng. Nhà chức trách đã lập hồ sơ và đưa 20 người tới cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Lào Cai. Ngày 17 tháng 10, Công an Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phá thành công chuyên án LTL8, bắt 3 kẻ tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Lào. Các đối tượng đã thuê những nhà nghỉ ở gần khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, sau đó chia những người vượt biên thành từng đợt để dẫn đi bằng đường rừng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi giết người đối với 5 đối tượng. Cầm đầu là Trần Nhật Vũ, sinh năm 2003, trú ở tổ 37, khu phố Lê Duẩn, phường 6, thành phố Tuy Hòa. Trước đó vào đêm 15 tháng 10, bạn của Vũ uống bia ở quán Nai, phường 6, thành phố Tuy Hòa, thì xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với nhóm khác. Nhận được điện thoại cầu cứu, Vũ cùng 8 đối tượng đã cầm hung khí ra quán tấn công. Hậu quả khiến anh Phan Hữu Lộc, sinh năm 2004, tử vong do đa chấn thương. Mới đây, Công an quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ hình sự Phạm Phương Minh, 36 tuổi, để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ. Trưa 15 tháng 10, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 9 tuần tra trên đường Dương Đình Hội, phường Tăng Nhơn, Phú B, phát hiện Minh đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng lại kiểm tra, phát hiện một súng bắn điện, một bình xịt hơi cay, kìm điện, súng bắn bi sắt và 65 viên đạn.